Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về tình trạng hoa cà phê chưa nở hết thì các bác cũng chưa cần thiết phải tưới nước vội các bác. Đây là tình trạng cây cà phê mà nó nở hoa nó chưa được đều các bác. Đây, nở cái tỷ lệ hoa chưa nở vẫn còn rất là nhiều. Vì sau này thì chắc chắn là chỉ mang tính chất giao lưu chia sẻ, tham khảo bác. Ở cho em là EK Đắk Lắk bác. Ở cho em thì khí hậu nó không được thuận đấy. Cái này là hôm bữa nó mắc mưa bác, mắc mưa nên phải tưới đuổi đây. Tưới đuổi cho nên là nó nở cái lượng hoa nó không cương đều ấy, cho nên nó nở một lượng hoa nó không được nhiều lắm. Cái hoa nó chưa nở vẫn còn nhiều bác. Cái này thì sẽ tiếp tục cắt nước bác. Cái này thì chưa cần tưới nước vội đâu. Các bác cứ chờ cho hoa nó cương to đều đó, sau đó thì tưới nước nó mới nở đều được. Chứ không mà như này mà các bác tưới nước sớm một cái là nó vẫn sẽ không có nở đều đâu. Nó sẽ vẫn sẽ nở lác đác đấy. Tức là nó sẽ không có nở được hết, mà nó vẫn sẽ chừa lại các bác. Những cái loại này là nó sẽ chừa lại tiếp này. Cho nên các bác nhớ lưu ý là hoa nó chưa nở hết đấy. Hoa còn nhiều chưa nở hết thì các bác sẽ cắt nước cho hoa nó cương đều đã, tạo độ khô đã, cho mấy cái loại này nó cương cho nó to được bác, được tưới. Nếu mà tưới sớm thì nó cũng như kiểu là mưa thôi bác. Nếu mà tưới sớm thì nó cũng như kiểu là mưa thôi. Mưa sớm thì chắc chắn là nó sẽ tiếp tục trần. Đấy bác, những cái loại này mà tưới vô một cái là nó sẽ chưa nở ngay đâu, nó sẽ trần như này các bác, rất là khó chịu luôn. Ở những cái vùng trên, những cái vùng Gia Lai, Kon Tum thì cắt nước nó dễ hơn các bác, không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh á. Đây, như ở cho em thì hôm trước em quay các bác vẫn còn nắng chang chang, bữa nay là có âm u rồi. Này mà nó làm cho mấy hột mưa nữa thì thôi, lại nở lác đác tiếp. Ở cho em làm cà phê nó khó các bác, khí hậu nó không thuận đấy. Nở lung tung 3-4 đợt các bác, 4-5 đợt. Cứ mưa nhỏ nhỏ là lại phải tưới đuổi thôi, lại nở lác đác nữa. Cà phê xanh lùn bác. Được cái thì năm nay mưa cũng không, nở cũng không có mắc mưa bác. Nở nó nắng cho nên là cũng khá là đạt. Nhưng mà mỗi tội là nó vẫn còn nhiều loại nó chưa nở cơ. Nhiều loại nó vẫn chưa cương được. Hôm trước thì em đã chia sẻ cái video tưới nước đợt 2 rồi. Các bác cứ tùy thuộc vào lượng hoa thôi. Lượng hoa trên cây chưa nở còn nhiều thì các bác tiếp tục cắt nước, tạo độ khô. Còn hoa trên cây mà đã nở hết rồi, trên 90% rồi thì các bác sẽ tưới nước giữ ẩm được thì càng tốt. Nói chung là tránh để cây cà phê nó khô quá. Đối với những cây đã nở hết hoa. Còn đối với những cây mà nó lác đác như thế này thì các bác sẽ tiếp tục tạo độ khô, chờ cho hoa nó cương đều đã, sau đó thì tưới, nó mới nở được hết các bác. Tránh trường hợp nở hoa lác đác tiếp. Này thì vẫn phải phụ thuộc vào thời tiết các bác. Nhờ cho em nó âm u này thôi chứ. Làm cho vài hạt mưa nó là phải tưới đuổi thôi các bác. Nếu mà thời tiết mà thuận ấy là cắt nước một lần luôn các bác. Cho nở 1-2 lần thôi, cắt nước tạo độ khô luôn. Đất nó khô cứng luôn các bác. Trên đây đất nó ẩm ẩm mà lại gặp mưa thì chắc chắn là nở lác đác rồi. Ok, như vậy là video chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về tình trạng hoa cà phê còn nhiều thì nên cắt nước tiếp này của em chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.